Hello， 大家好，我是老黄。今天老黄在这个胡志明的这个 Vinhome 小区。那这个小区的话，也算是在胡志明的这个富人区之一了哈。今天老黄要到这里呢，做一个采访，做一个街访吧。因为这个公园的话，现在有很多当地的居民在这里游玩啊，所以来到这边做这个街访是很不错的一个选择。今天要问一个什么问题呢？就是在这个越南最发达的城市胡志明，然后在这样子的一个区域。啊，问一下这里的人，这里的越南当地人呢，他们对于这个男生啊，30岁之前月收入10000啊，这个收入水平的一个感想是怎么样的 ？OK， 话不多说，跟着老黄一起去街访，看一下当地的这个，哎，主要是问妹子，好吧？我这边先提前说一下，主要是问妹子，看一下他们对于月收入过10000的这个男生啊，30岁之前有这样子一个收入是怎么样的一个感想 ？OK，Let's、okay, go， 走你。哦，我哋做明边老板点解事讲？我问得你乜样？哦，边样吓？办俾咗嗱，身边起嚟打咋整啦？未来？我问起嚟身边。身边南头未？我问身边南头都。南头都专人过办啦。哦，专人过问嘅不死兔。哦，不死兔吓，寡在。爹哋，哦，俾咗英海咁样，了嘛？对位木蛋翁嗱，外边啦，嗱，突入每趟等八米几啊，足八米多，提办几少？你哋讲乜讲？乜案吓？你话外岛啦，外岛外，嗱，但我外岛外，其实。我问你啊，乜话喺越南要讲要要开？要要开，嗱，叫嗱种嗱中病，即系空快嗱宿舍啦。但你嗱解通入面系新松大学前面提个案空，你话快占宿外要整下。因为占宿外要其实都系案，因为你话占宿外人系。còn tùy nữa ờ tùy nữa ờ kiểu yêu hai đứa yêu đương thì còn ok nếu mà kiểu lập gia đình rồi 20-30 triệu chưa chắc là đã ổn đúng rồi mình nghĩ là 20-30 triệu chắc là nếu mà lập gia đình rồi con cái rồi thì cũng chưa ờ thế cái chuyện nhân của bạn nếu mà sau này ra trường nhá đi làm việc thì cái mức thu nhập thì bạn đã tìm hiểu là nó rơi vào tầm bao nhiêu không hiện của mình á thì nếu mà ra trường nó sẽ dao động rất là cao à, tùy theo cái hướng mình đi nữa tại vì sao ta nó rất là nhiều rộng á là thấp nhất thấp nhất à thấp nhất là tầm chắc là có 80-90 triệu nếu mà ra trường 80 triệu thật ra 80 triệu chắc là nếu mà ở Hồ Chí Minh chỉ là kiểu mức cũng bình thường thôi đúng không hơi thấp thế thì bạn có ước mơ gì không trong tương lai tương lai ước mơ thì là chắc là có một công việc ổn định chỉ thế thôi chứ không phải là mua một căn chung cư ở Lê Mã 81 ở đây á nếu mà mình ổn định thì chắc là cũng có thể mà sẽ cố gắng hoặc là gặp được một nào đó rất là có duyên xong rồi hai vợ chồng rất là cố gắng để mua ok hôm nay rất là cảm ơn bạn nhá hello bạn bạn tên là gì dạ em tên là Mẫn à Mẫn hả dạ. em cầm cái này đối với một con trai trước 30 tuổi thu nhập mỗi tháng 30 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh thì em nghĩ sao? Dạ em thấy còn khá là ít. Ồ, cũng khá là ok rồi đúng không? nếu mà nhá, cái thu nhập này nếu mà có người yêu thì ok không? Chăm sóc được người yêu không? Em nghĩ. Em nghĩ là cũng tạm thôi chứ. Tạm thôi. Dạ đúng rồi. Chỉ là nếu mà kiểu hai đứa yêu đương thì còn được. Nếu mà lập gia đình thì sao? Dạ vậy là không ổn. Không ổn ở Hồ Chí Minh 30 triệu vẫn không ổn. Dạ không. không ổn. thì theo em là tầm bao nhiêu mới là ổn? Dạ 100 triệu. 100 triệu. Thế, em có thể cho em biết là bình thường em hàng tháng chi tiêu bao nhiêu tiền? Kiểu mua sắm này, ăn uống. Hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ hả? Để em nghĩ là coi tại vì em tiêu nhiều quá không nhớ luôn. Nhiều quá wow, ba dầu là một ba dầu. Một ba dầu Hồ Chí Minh. Bây giờ có người yêu chưa? Em chưa. Chưa hả? À, thế anh vẫn có cơ hội. Không, em đang ở Sài Gòn mà. Chỉ thích ở Sài Gòn? Dạ đúng rồi. Không thích đi thủ đô à? Không. Bởi vì thủ đô không bằng Hà Nội. À không bằng Hồ Chí Minh đâu. ok, thế là sau này nhá, cái mức thu nhập em mong muốn là bao nhiêu? Sau này em ra trường à, đi làm à? Dạ em tham vọng lắm, chắc là hơn 100 triệu. Ồ tham vọng lắm. Hoặc là đối với người yêu thì em mong muốn là người yêu kiểu thu nhập tầm bao nhiêu? Em nói giỡn như thôi chứ là em không có quan trọng là người yêu em hay không. Chỉ là kiểu thích hay không mới là quan trọng. Ờ,
各种未改定价。Dạ đúng rồi. Wow, là một con gái rất là ok luôn. Bạn này đang độc thân nha. Ok, thế là trong tương lai có ước mơ gì không? Ước mơ gì hả? Đúng rồi. Ước mơ em muốn làm ngôi sao. Làm ngôi sao hả? Dạ. Wow, ca sĩ hay là dạ, hay là diễn viên? Diễn viên hả? Dạ. À thế thì phải tí nữa phải kết bạn với anh rồi. Thôi anh cũng là diễn viên á. Không phải. Thôi thì tí nữa kết bạn ra rồi thì em sẽ biết. Ok. Dạ cảm ơn em, cảm ơn em nhiều. Hello bạn. Bạn tên là gì? Em là Nhật Linh ạ. Linh hả? Sinh năm bao nhiêu? Em 202. 202. Wow, dạ, quá trẻ. Dạ. Quá trẻ luôn. Ok. Thế là hôm nay vấn đề của em là đối với tất cả một con trai anh á, trước 30 tuổi mà trung bình mỗi tháng thu nhập tầm 30 triệu thì em nghĩ sao? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì em nghĩ tùy mức sống thôi, có những cái người có mức sống cao hơn, nếu mà chi tiêu nhiều hơn thì chia ra từng cái loại bậc một. Còn nếu mà là những cái bạn còn đi học thì em tầm dưới 10 triệu là em thấy ổn rồi. Còn 30, trên 30 thì em nghĩ mới cần nhiều, tại vì lúc đấy là chúng ta ở độ tuổi kết hôn rồi. Là 30 triệu em thấy với lại cả con trai dưới 30 tuổi thì em thấy cũng là khoản khá cao rồi. Khá cao. Nếu mà đối với một con trai là người nước ngoài thì sao? À, nước ngoài như thế thì tại vì bên đấy người ta xài tiền đô hay là các thứ thì mức sống người ta cao hơn. Em nghĩ thế là chắc là ít ạ. Chắc là ít hả? Đối với, nếu mà đối với người nước ngoài thì chắc là ít đó. Dạ đúng rồi. Thế là bây giờ em đang làm công việc gì? Em học diễn viên cho nên là hiện tại bây giờ em đang là diễn viên tự do. Diễn viên? Thì dạ, em đã từng diễn phim gì chưa? Em theo phim truyền hình. Xin cái anh ấy còn là diễn viên nữa, chắc là em làm đi đâu cũng là hot đấy. Thế ạ, chắc là em phải thử em, ha. Diễn viên tự do thì cái thời gian thì cũng là tự do đúng không? À dạ đúng rồi, mình có thể nhận job cho những cái ngày này hoặc là trong những cái ngày đấy mình có những cái ngày mình mệt quá thì mình có thể nghỉ ngơi. Trong tương lai nha, em có ước mơ gì không? Dạ có chị ạ. Ước mơ chắc gì? Là một talent, một diễn viên quen mặt trong các trong đài truyền hình đi. Ở đất nước Việt Nam. Dạ đúng rồi. Thế thì anh chúc mừng em sẽ thành công nhá. Dạ em cảm ơn anh. Ok, thế thì hôm nay rất là cảm ơn em nhiều. Cảm ơn anh. Hello, chào em. Dạ, em tên là gì? Em là Huỳnh Kim Oanh. Huỳnh Kim Oanh, em đã đi làm hay là vẫn là sinh viên? Em đi làm được một năm rồi. Làm được một năm rồi. Vâng. Có thể cho em biết là cái công việc của em là gì không? Còn chưa nhảy. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 99. 99, wow, quá trẻ luôn. Là hôm nay câu hỏi của anh là như này, tức là con trai thu nhập mỗi tháng 30 triệu trước 30 tuổi thì em thấy sao? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh. 30 tuổi ở... Trước 30 tuổi. Ok. Thì em nghĩ là cái cũng ok. Cũng ok hả? Nếu mà yêu thương có người yêu có lo, chăm lo được người yêu không? 30 triệu. Cũng ok luôn. Cũng ok luôn hả? Cũng tại okay. Vì thì mức lương đó thì ở Việt Nam thì không quá nhiều cũng không quá ít đấy. Cũng là khá khá. Đúng rồi, trung bình. Nhưng mà nếu mà con trai kia là người nước ngoài thì sao? Là người nước ngoài chứ không phải là người Việt. Chắc phải cố gắng hơn ấy. Phải cố gắng hơn, ok. Cố gắng hơn, ok. Tại vì người nước ngoài phải cần nhà ở đây. Đúng rồi. Sau này nghe cái em mong muốn cái thu nhập của em đạt được bao nhiêu mấy là em mấy vừa gì? Thu nhập của em thì càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Tại vì câu hỏi này hỏi coi nghe. Tại vì càng nhiều thì cuộc sống của mình thoải mái hơn. Đúng rồi. Thế trong tương lai nhá, em có kế hoạch gì, có ước mơ gì trong tương lai? Có phải là mua một căn chung cư ở đây không? Maybe. Maybe. Còn có gì nữa? Thông thường con gái sẽ kiểu mở một quán bán quần áo này hoặc là... Vâng. Thì chắc là công việc sẽ phát triển hơn hoặc là... Hoặc là một vị trí cao hơn chẳng hạn. Tại vì em vẫn muốn phát triển cái công việc hiện tại, công việc của em lên hơn. Còn về kinh doanh thì... chưa nghĩ tới. Chưa nghĩ tới đó. Vâng. Ok. OK， 红雷的，感恩，感恩有，感恩有。2022年越南人均 GDP 为4110美元，人均月收入达到467万越南盾，按照现在汇率的话，约等于人民币1431元。但是在越南最发达且物价最高的城市胡志明，男生30岁之前月入过万，通过此次采访可以感受到，对于当地的越南女孩子来说，也仅仅是中等水平。而对于在当地的外国人，这样子的收入更是连及格线都达不到，仍需加倍努力。那在越南还有一个城市也和胡志明的情况类似，那就是越南首都河内。世界上绝大部分地区已经通网，资讯触手可及，几十年前花点小积蓄就能在越南买起的好事一去不复返。虽然在今年越南人口突破1亿，但是还有很多越南男生面临一妻难求的境况。现在越南就
是这么魔幻的存在。好，本期的视频大家有什么想法可以在评论区告诉老黄，让我看一下大家的想法又是怎样的。好，我是老黄，带你看不一样云南，我们下期见，拜拜。